Ok, chào anh em nhé. Hôm nay bên em lên một chiếc xe rù bên thang trọng tải 1 tấn, siêu đẹp luôn. Đó, hàng rất là đẹp nha anh chị nha. Quá đẹp luôn, một cái màu xanh nhìn rất là ngầu. Đó. Cào ghê chưa? Con này bên 2 chế độ luôn. Bên thang cao lên 1,5 m, ê như 1,7 m. Đó, 1,7 m. Rồi lên trên là bên đổ, xài 2 ti riêng biệt nha anh chị nha. Đó, ti trên và ti dưới luôn. Con này chạy động cơ Kuta 2 máy dầu, xe tình trạng rất là đẹp. Nước sơn rất đẹp luôn nha anh chị nha. Đó, màu đen này, sơn bóng rinh hết luôn nha anh chị. Đó, sơn đen là rinh hết toàn bộ luôn. Không, bên em chỉ sơn lại cái thùng thôi nha anh chị nha. Đó, sơn lại cái thùng thôi. Còn từ cái ti màu đen đó đổ xuống. Đó, đổ xuống lên trên này. Đó, rinh hết nha anh chị. Xích nè. Đó, xích rất là đẹp luôn. Quá đẹp. Dày. Bự. Không. Bánh răng. Cái lơ này nó đầy đủ luôn. Con này xích 28 x 72, 49 mắt. Đó. Khung sườn chắc chắn lắm nha anh chị. Đẹp. Xe phải nói là đẹp. Đẹp. Ghi là bình dầu. Đây máy. Kuta 2 máy. Này là cần con gạt lên. Rồi, đẩy này lên là chạy, đẩy ra sau là dê. Đẩy ra trước là chạy, đẩy ra sau là dê. Đó, vậy thôi. Thì khó đề là ga. Này con chuyển hướng trái phải. À, có bóng đèn luôn. Đó, ghế. Bài bản không? Rồi test xe đi em. Bên lên bên xuống. Bên lên bên xuống rồi chạy tới chạy lui đi. Bên ga. Xe quá là chắc luôn anh chị. CV101. Đó là đúng ha. Trọng tải đúng 1 tấn luôn. Đây. Mã số nó đây anh chị. CV101. Đúng 1 tấn luôn. Xe cực kỳ là đẹp. Tì rồi bóng lớn sáng giới luôn ha. Quá mực mà. Xe này bên em chỉ thay một cái ghế mới và một cái bình mới thôi nha anh chị nha. Còn ngoài ra thì máy móc không bung, cầu số không đụng. Đó, xe rinh nha anh chị. Thùng là sơn lại mới thôi. Còn ngoài ra thì nước sơn đen và nước sơn xanh, cái đầu rinh hết. Rồi, anh chị nào quan tâm liên hệ số điện thoại 0835 585879. Địa chỉ thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Chị quan tâm liên hệ nhé. Xe này không mua thì mua xe nào nữa anh chị, quá là chắc luôn. Quá là chắc luôn ha. Giá thì hợp lý. Rồi ok, mến chào, hẹn gặp lại anh bà con những video tiếp theo.